Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách nấu sữa đậu đen thơm ngon tại nhà, rất là bổ dưỡng. Và với nguyên liệu ngày hôm nay thì mình cần là 100g đậu đen nè các bạn. Mình đã ngâm cho nó mềm ra khoảng 2-3 tiếng để mình xay cho nó dễ á. Rồi mình cũng sẽ có 3 cọng lá dứa như thế này để mình nấu cho cái sữa của mình nó thơm, nó ngon hơn. Rồi mình cũng sẽ cần là 800ml nước lạnh nha các bạn. Rồi mình cũng sẽ có sữa tươi không đường thì mình cần là 250ml sữa tươi không đường. Và đây là nước cốt dừa thì mình sẽ cần là 150ml nước cốt dừa. Và không thể nào mà thiếu đó là đường. Hôm nay mình sẽ dùng đường phèn là 60g nhé. Và với những cái thành phần đơn giản như thế này thì mình sẽ có một cái loại sữa đậu đen cực kỳ ngon bổ dưỡng cho gia đình. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình nấu liền cái món sữa đậu đen ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình sẽ là chuẩn bị một cái cối xay sinh tố nha các bạn. Mình sẽ cho tất cả cái đậu đen này nè vào trong cái cối này. Đó, mình cho nó hết vào. Rồi mình sẽ cho 400ml nước lạnh vào. Mình lấy phân nửa số nước thôi các bạn, mình chừa lại. Còn phân nửa thì mình xay cho nó nhuyễn cái đậu của mình ra. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại và mình cho lên cái máy mình xay cho nó nhuyễn nè. Đó, mình xay, các bạn xay cho nó thật là nhuyễn cái đậu của mình ra nhé. Rồi mình xay xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho tiếp tục là 400ml nước lạnh còn lại nè, mình cho vào trong cái cối này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái túi vải như thế này để mình lược bỏ cái xác của đậu đen đi nhé. Đó, mình đổ nó vào như thế này. Mình cho hết vào luôn. Mình lượn như thế này thì cái đậu của mình nó sẽ được mịn nha, nó không có còn lẫn cợn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vắt. Mình vắt cho nó thật khô ha. Bỏ cái xác đậu đi. Rồi nước đậu sau khi mình đã vắt xong là các bạn, bây giờ mình qua bếp mình chế biến cái món sữa của mình. Rồi bây giờ mình cho hết cái lượng đậu mình vừa vắt xong là các bạn, mình cho vào cái nồi. Và mình sẽ cho tiếp tục là 3 cọng lá dứa vào để mình nấu lên. Rồi mình cho 60g đường phèn vào luôn các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái lửa lớn lên để mình nấu cho cái nước đậu này nè, cho nó sôi bùng lên nhé. Nó mình nấu một hồi cái nước đậu nó sôi lên rồi các bạn. Bây giờ mình tiếp tục mình sẽ cho cái nước sữa tươi vào 250ml và cái nước cốt dừa nè các bạn 150ml mình cho vào đây luôn nhé. Rồi mình sẽ nấu với cái lửa nhỏ thôi các bạn. Mình sẽ nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Và các bạn nhớ là thường xuyên mình khuấy cái đáy nồi như thế này để tránh cho tình trạng nó khét cái đáy nồi nhé. Mình nấu các bạn 5 phút rồi sau đó mình tắt và mình để đem ra mình thưởng thức cái thành quả của mình được rồi. Và đây là cái nước sữa đậu đen của mình đã nấu xong là các bạn. Nó có cái vị ngọt vừa phải và nó rất là thơm. Nếu như các bạn nào muốn uống chung với nước đá thì các bạn có thể tăng thêm cái lượng đường cho nó ngọt lên một tí nữa nha. Và với cách làm sữa đậu đen ngày hôm nay rất là đơn giản như thế này thì mình lại có một cái loại sữa ngon cho gia đình, bổ dưỡng cho gia đình của mình. Nếu các bạn nào thích thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình để các bạn có một món sữa ngon nha. Mình chúc các bạn làm thành công.